Em lại nhớ đến bạn trai sao? Chắc giờ này anh ấy cũng đã có việc làm rồi. Chị nghĩ thử coi, có phải bây giờ anh ấy đã có bạn gái mới rồi không? Hình như là Tom về rồi. Chị sợ ông ta sẽ làm Tiểu Gia tỉnh ngủ. Chị về có sao? Sao rồi Tiểu Gia? Tiểu Gia vẫn ổn chứ? Lần này Tom bị chị đâm như vậy, nhất định ông ta sẽ hành hạ Tiểu Gia gấp bội. Em nhất định phải giúp chị chăm sóc tốt cho nó. 3 năm sau ra tù, chị nhất định sẽ báo đáp em. Chị Nguyên, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Gia. Được. Tiểu Gia, qua ăn cơm nè. Nhanh lên, hôm nay chị có làm cà ri gà cho em nè. Em ăn thử coi có thích không ha. Nhưng mà em không được chơi chị nấu không ngon đó nha. Có ngon không? Ăn thêm chút nữa nha. Ngoan quá. Để chị ra coi thử. Tiểu Gia đâu rồi? Nó không có ở đây. Tôi đến tìm con trai tôi. Tiểu Gia, đứng dậy về nhà với bà. Không được đụng vào thằng bé. Ông không có được làm vậy. Tiểu Gia, cô là cái gì của nó? Tôi là ba đó. Ông không cho nó đi học, cũng không cho nó ăn. Ông không có tính cách làm cha của nó. Nè, tôi chính là bà của nó. Cô chẳng là cái thá gì. Cô chỉ là bạn của mẹ nó thôi. Tiểu Gia qua đây với chị. Được rồi, cô muốn chăm sóc con trai tôi cũng được. Mỗi ngày cô chỉ cần đưa cho tôi 10 đô thôi. Tiểu Gia, đừng sợ. Đừng sợ. Hả? Em không sao chứ Tiểu Gia? Mạc Sơn, điều đầu tiên anh muốn nói với em là chuyện này không hề đơn giản như em nghĩ. Em và cô bé này không phải họ hàng thân thích. Nên rất khó giành được quyền nuôi dưỡng cho ba mẹ của cậu bé. Chưa kể, không phải gần đây em đang tìm việc làm hay sao? Mà luật sư và đi kiện sẽ rất tốn kém. Anh nghe nói ngay đến việc trả tiền phòng cũng là khó khăn với em. Sao em vẫn còn tâm trí đi lo chuyện của người khác vậy? Nếu lúc đầu mình học luật có phải tốt không? Chị Thân, nếu như anh ở đây, nhất định anh sẽ giúp được Tiểu Gia.
tiên sinh, chào anh. Không biết địa chỉ của anh có thay đổi không? Hay là anh còn nhớ tôi không nữa? Khoảng 3 năm trước, anh đăng tin cần giúp đỡ trên báo. Tôi đã cho anh vay 500 đô. Thật khó mở lời. Nhưng nếu giờ kinh tế của anh đã khá hơn, thì có thể trả lại cho tôi 500 đô đó được không? Tôi biết yêu cầu này rất vô lý. Nếu đã làm khó anh thì không cần nữa. Thực sự rất xin lỗi anh. Triệu Mặc Sơn. Cô là cô Triệu đúng không? Đúng vậy, là tôi. Xin hỏi anh là Ưng Huy tiên sinh sao? Là tôi. Chào anh. Cô Triệu, chúng ta tìm chỗ nào đó thoải mái hơn rồi nói chuyện nha. Rất xin lỗi, thư cô gửi đến ký túc xá trước đây của tôi. Nhưng tôi đã dọn ra khỏi chỗ đó rồi. Cho tới khi bạn cô mang bức thư này tới, tôi mới liên lạc được với cô. Không sao đâu, thật ra tôi cũng chỉ gửi thử coi sao thôi. Chắc cô Triệu vẫn đang đi học. Đúng vậy, tôi vẫn chưa tốt nghiệp. Không biết tôi có thể hỏi cô đang học ở trường nào không? Học viện nghệ thuật New York. Tôi học nhiếp ảnh. Một chuyên ngành rất thú vị. Cô Triệu à, tôi rất hiếu kỳ, sao lúc đầu cô lại gửi số tiền đó cho tôi? Cô không sợ tôi là kẻ lừa đảo sao? Lúc đó tôi chưa cần dùng đến số tiền này. Thật ra anh Ưng à, anh không cần phải mất công tới đây như vậy đâu. Chỉ là trong lúc tôi dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong nhà thì nhìn thấy tờ báo cũ đó. Gửi bức thư kia đi, tôi cũng không ôm hy vọng gì. Vậy cô chỉ muốn tôi trả lại 500 đô thôi sao? Tôi thật sự cảm thấy rất ngại. Tôi... Cô Triệu, xin lỗi đã cắt ngang lời cô. Tôi nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu hẳn hoi về bản thân. Tôi là Ưng Huy. Có lẽ cô cũng đã từng nghe qua mạng Insho rồi chứ? Đương nhiên rồi. Mạng Insho là một huyền thoại của mạng Internet ở trường qua chúng tôi. Là anh sao? Là tôi. Cô cũng học ở trường qua. Chỉ có điều tôi vẫn chưa tốt nghiệp thì đã ra nước ngoài rồi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô gửi 500 đô cho tôi. Cô Triệu à, có lẽ cô không biết 500 đô cô gửi cho tôi có tác dụng thế nào với tôi đâu. Nó giúp tôi vượt qua được một tháng gian khổ nhất. Có thể nói, nếu không có 500 đô đó, tôi sẽ không chịu nổi áp lực của cuộc sống mà bán đi phần mềm đó của tôi. Và cũng sẽ không có Ưng Huy của ngày hôm nay. Bởi vậy, tôi vô cùng cảm kích cô. Không. Tôi thực ra... Cho nên tôi nhất định sẽ giúp cô nhiều hơn những gì cô đã nghĩ. Cô Triệu à, cô hãy kể rõ hơn về hoàn cảnh khó khăn của cô lúc này đi. Chuyện là như vậy đó. Được rồi, tôi tổng kết lại một chút. Cô có mối quan hệ rất tốt với một người hàng xóm là chị Quyên. Chị ấy đâm bị thương chồng mình nên bị xử tù 3 năm, để lại một cậu con trai tên là Tiểu Gia nhờ cô chăm sóc. Còn cô bây giờ đang muốn giành quyền giám hộ cậu bé với người chồng có khuynh hướng bạo lực của chị ấy. Cô Triệu à, cô thường xuyên giúp người khác như vậy sao? Không phải vậy. Thật ra tôi và chị Quyên là hàng xóm của nhau rất lâu rồi. Chị ấy cũng hay giúp đỡ tôi. Còn nhớ vào khoảng thời gian vừa mới qua đây, có lần tôi bị bệnh nặng, một mình ở trong phòng rồi bị ngất xỉu mà không có ai hay biết gì hết.
là chị Quyên đã cứu tôi. Nếu lúc đó phát hiện ra trễ một chút, có lẽ bây giờ tôi đã không còn sống nữa rồi. Cho nên chị ấy đúng là ân nhân cứu mạng của tôi. Cruz thực sự có khuynh hướng bạo lực. Tôi đã tận mắt nhìn thấy ông ta cầm chai rượu đánh vào người chị Quyên và Tiểu Gia. Nhưng Tiểu Gia thực sự rất ngoan và rất nghe lời. Chị Quyên là người phụ nữ rất đáng thương. Cô không cần lo lắng, tôi sẽ giúp cô. It's really a nasty case. Miss Zhao doesn't have enough evidence to prove that Mr. Cruz is prone to domestic violence. And even if Mr. Cruz is judicially deprived of custody, she cannot adopt the kid because she's not a qualified practitioner under the child adoption laws. Perhaps it's easier to make a private settlement rather than going through a lawsuit. You know, why don't you throw money at it? Maybe you are right. Unfortunately, it's not my style. If I pay for once, he will be asking for more. It's not a way to solve the problem. That lady will gain more favor to win the case if she gets married to a fully qualified man immediately. Oops, I almost forgot. You're fully qualified. Oh my God. I was just kidding. Ian, are you stuck on her? Yeah. I don't against to these ideas. Miss, I should have had a wife, right? Cảm ơn anh đã cùng tôi tới thăm Tiểu Gia. Tiểu Gia rất đáng yêu. Thật ra trước giờ Tiểu Gia luôn rất đáng yêu. Chỉ có điều từ nhỏ cậu bé luôn bị Cruz đánh đập, cho nên tính tình có hơi lầm lì một chút, dẫn đến thành tích của cậu bé không tốt bằng các bạn cùng lớp. Tình hình là như vậy. Cho dù có chứng minh được Cruz có khuynh hướng bạo lực, tước quyền giám hộ của ông ta, cô cũng không thể nhận nuôi Tiểu Gia. Vì tuổi tác, điều kiện kinh tế, tình trạng hôn nhân của cô đều không phù hợp với quy định của pháp luật về việc nhận con nuôi. Tiểu Gia sẽ bị đưa vào cô nhi viện. Đối với một cậu bé con lai mà nói, điều đó thật sự rất khủng khiếp. Tôi chỉ muốn giúp đỡ bạn bè thôi. Sao lại khó khăn như vậy chứ? Nếu cô quyết tâm nhận nuôi nó, thì tôi có một cách. Cô có thể tìm một người đáng tin cậy, phù hợp với điều kiện nhận nuôi để kết hôn giả. Tôi nghĩ tôi có thể giúp. Không được đâu. Vậy sao được chứ? Chỉ là một đề nghị thôi, cô có thể suy nghĩ thêm. Sau khi gặp anh Ưng Huy, sự việc đã có những bước tiến triển mới. Cruz uống rượu say, bức ảnh ông ta cầm đầu thuốc lá làm bỏng Tiểu Gia bị người khác vô tình chụp được. Tuy rằng Cruz bị tước quyền giám hộ, nhưng Tiểu Gia lại bị đưa vào cô nhi viện. Ngành học của tôi rất bận rộn, tôi cũng đang đi tìm việc không ngừng. Tuy rằng đã lấy được hộ chiếu rồi, nhưng tôi buộc phải ở lại Mỹ vì chị Huy và Tiểu Gia.
dần quen với cuộc sống trong cô nhi viện. Cứ cách một hai ngày, tôi lại đem chút đồ ăn ngon đến thăm và chơi đùa cùng cậu bé. Cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn. Sonny, you know, Shaja got a small learning disability. When he's been bullied by those kids, he didn't speak it out. This time, he's been pushed in the toilets. Is he mixed blood? Because you know, those kids, they like to bully the mixed blood people. Last year, unfortunately, a poor little girl got pushed down the stairs and she never woke up. Call the police. What? No, are you crazy? Those kids here, most of them go to a reinformation place. Prison for kids. No, for Shaja. The best is to be adopted. You have to find some nice people. I see. Thank you. I'm so surprised. All of you could give me such a destructive proposal to charge of core users? Perhaps our recent success already blinded you. But don't forget, what's the real key to profitability for internet? It's user. And now, you are intent to push our user to other people with such a bad proposal. Alo, là tôi đây. Anh Ưng, tôi muốn nhận nuôi Tiểu Gia. Được, để tôi lo liệu. Okay, that's all for today. Demise, okay, please. So what do you need, boss? A new proposal? Yes. I need to do agreement. A pro-nepro. Agreement. What? Congratulations. The content is here. No way. Miss Zhao will get nothing from this agreement. Are you sure she'll still marry you in this way? You're wrong, my boy. In this way, she will let down her guard completely. Nội dung của bản thỏa thuận này là tất cả quyền lợi cô có thể đạt được khi cô từ bỏ cuộc hôn nhân này. Cô cũng không cần thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào. Cũng có nghĩa là chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Ưng tiên sinh, cảm ơn anh. Không cần đâu. Thực ra cuộc hôn nhân này cũng đem lại lợi ích cho tôi. Công ty của tôi sắp lên sàn chứng khoán. Hình tượng một người đàn ông có vợ có thể đạt được sự tín nhiệm. Ngoài ra thân phận là người đã kết hôn còn có thể giúp tôi tránh được rất nhiều rắc rối. Hơn nữa, cô Triệu, sự giúp đỡ của cô đối với tôi không chỉ là một chút ân tình. Thank you.
living separately? Yeah. Because I work in California. But I fly to New York every month to make sure enough time has my kids. We normally don't think that's a good way to adopt a child. He would be lacking the love of the father. Not always, Alexis. My wife always takes my kids to California on his holiday every year. And when she graduates in New York, we all will meet here. Okay. Cảm ơn anh ưng. Cuối cùng cô cũng gọi tôi là anh ưng rồi. Lúc nãy khi trả lời các câu hỏi của người ở cô như diện, tôi rất căng thẳng. Tôi sợ cô sẽ lỡ miệng kêu ưng tiên sinh thì lộ hết. Tôi nhớ rồi mà, sẽ không bị lộ đâu. Vợ tôi đương nhiên là thông minh rồi. Cảm ơn anh ưng. Sau này mỗi tháng đều phải làm phiền anh chạy đến đây rồi. Tôi rất vui vì mỗi tháng đều được nghỉ ngơi bên gia đình. Tiểu gia, không sao chứ? Mặc Sinh à, hai năm nay cảm ơn em rất nhiều. Còn anh nữa, anh ưng, cảm ơn anh rất nhiều. Không cần khách sáo. Chị Quyên, khi nào về đến nhà rồi, chị nhớ báo cho tụi em biết nha. Dĩ nhiên là vậy rồi. Mặc Sinh à, em đã tốt nghiệp rồi phải không? Làm việc thật tốt nha. Còn nữa, hãy biết trân trọng người bên cạnh em. Ở một nơi như nước Mỹ, chị sẽ không bao giờ quay lại. Tiểu gia, sau khi về nước rồi, em nhất định không được quên chị đó, biết chưa? Ngoan lắm. Lại đây. Nghe lời mẹ nha. Được rồi, tiểu gia vui lên. Tạm biệt. Chúng tôi đi nha. Tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt chị với chú đi con. Tạm biệt. Mặc Sinh, em có muốn về nước sao? Không muốn. Nếu phải cô đơn một mình nơi đất khách quê người, em cảm thấy đó cũng là điều đương nhiên. Nhưng nếu đã về nước mà vẫn đơn độc lẻ loi, vậy thì thật đáng thương. Đi thôi. Đi thôi. Anh ưng à, có một việc em muốn bàn với anh. Anh cũng có việc nhờ em giúp đỡ. Là chuyện gì vậy? Chỉ cần là những việc trong khả năng của em nhất định sẽ cố gắng. Ba mẹ anh sắp đến Mỹ rồi. Cũng không biết là ai đã tiết lộ tin tức anh đã kết hôn. Bọn họ thật sự rất tức giận. Mặc Sơn, anh biết là em rất khó xử, nhưng mà ba mẹ anh sẽ không ở Mỹ quá lâu đâu. Mặc Sơn à, đến chỗ anh đi. Sao em không kêu Anna làm cơm? Cô ấy nấu cơm không ngon, em lại thích mì gói. Nhưng anh đừng có nói lại với cô ấy nha, em sợ cô ấy buồn. Có ngon tới vậy không? Anh cũng muốn thử. Nếu như anh muốn ăn thì lát nữa em sẽ làm cho anh một tô nha.
Không cần đâu, anh không đói. Đúng rồi, em đi phỏng vấn sao rồi? Người Hoa đi tìm việc làm ở đây không dễ như vậy đâu. Việc này cũng rất bình thường, quen là được rồi. Lúc anh đến Mỹ cũng vậy. Có cần anh giúp đỡ không hay là... Không cần đâu. Anh đã giúp em rất nhiều rồi. Em không thể cứ dựa vào anh như vậy được. Anh vốn không có cách nào để giúp tôi hết. Anh ấy đúng là không bằng anh. Nhưng ít ra anh ấy có thể giúp tôi trở nên hãnh diện ở trước mặt những bà cô già cao ngạo ở trong khoa. Tôi vẫn yêu anh, nhưng mà xin lỗi, anh quá kiêu hãnh. Anh Ưng à, anh đang nghĩ gì vậy? Em khiến anh hiểu ra từ kiêu hãnh. Tìm kiếm Ưng Sô của anh. Cậu ta... Anh Ưng à, anh đã từng thích một ai chưa? Anh có một người bạn gái lúc học đại học. Cô ấy rất thông minh, cũng rất xinh đẹp. Bạn trai trước đây của em cũng rất giỏi. Vậy thì anh ta may mắn hơn anh rồi. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ là quá khứ với em thôi. Anh đang chọc em đó hả? Sai rồi. Chữ Hà trong Hà Dĩ Thâm có chữ Khả bên cạnh nên viết chữ khẩu trước rồi mới viết đến dấu móc. Em viết lại lần nữa đi. Ở văn phòng luật tốt nhất Thượng Hải. Anh nghĩ coi, anh ấy có đến đây du học không? Chắc là không đâu. Ngay cả chương trình sinh viên trao đổi anh ấy còn không đi mà. Bây giờ anh ấy nhất định là một luật sư rất tài giỏi. Không còn nói về
Unbelievable. And your company just listed in the Nasdaq just after 5 years. Cheers for that. Cheers. 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 It's a big day. But what is missing? She is sick. Is she sorry? That's right. Cheers. Sao vậy? Không sao. Daniel, Daniel không đưa anh về sao? Daniel, anh vẫn ổn. Không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Anh không sao chứ? Không sao. Không sao mà. Anh không sao hết. Trời. Anh không sao. Xin lỗi. Nước. Anh ưng, nước đây. Xin lỗi. Anh tưởng em là chị ấy hả? Cô ấy hỏi có phải là cô ta không? Mặc sinh đã khiến tôi rơi vào tình cảnh rất thú vị. Nếu tôi nói phải thì sẽ không thể bộc lộ trái tim mình, càng không có cách nào tiến thêm bước nữa. Nếu tôi nói không phải thì đã thừa nhận bản thân mình là một tên tội phạm cưỡng hiếp. Em có chuyện muốn nói với anh. Em muốn dọn đi. Ừ.
Em không thể làm phiền anh như vậy hoài được. Mặc Sơn à, em về nước đi, đừng ở đây nữa. Anh không muốn thấy em cứ đau khổ như vậy. Nếu em không quay lại Mỹ thì tạm thời chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa. Tạm biệt. Tạm biệt. Nếu không quay về thì mãi mãi em sẽ không quên được người đó, mãi mãi không từ bỏ. 7 năm rồi, cậu ta vẫn còn đợi em chứ? Không thể nào. Anh làm rất tốt, chúng tôi thực sự rất không phục anh đó, luật sư Hà. Luật sư Hà, cảm ơn anh, cảm ơn. Lần này anh giúp chúng tôi cứu vãn được nhiều tổn thất như vậy, thật sự không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Không cần khách sáo, đây là nhiệm vụ của luật sư mà. Vậy chuyện sau này chúng ta liên lạc với nhau sau ha. Chúng tôi xin phép đi trước. Được, đi thông thả. Hà đại luật sư, nghe nói anh có bạn gái rồi sao? Chúc mừng anh. Khi nào tôi nhận được thiệp mời đây? Cảm ơn. Đến lúc đó tôi sẽ có thôi. Lúc đó đừng có quên gửi thiệp mời cho tôi đấy nha. Nhất định rồi. Tôi đi trước. Được. Chào mọi người, tôi là Đào Ước Tịnh. Mọi người có thể gọi tôi là Mary. Rất vui khi được làm việc chung với mọi người. Ước Tịnh sẽ tiếp nhận công việc của chủ biên văn, cho nên trong thời gian sắp tới, tôi mong mọi người sẽ hợp tác vui vẻ. Hôm nay gọi mọi người đến họp gấp như vậy chủ yếu là vì tăng thêm chuyên mục mới. Vì việc này chúng ta cần phải bàn bạc thật kỹ mới được. Các tạp chí trên thị trường đều giống nhau, không có gì khác biệt. Có rất nhiều loại, toàn là về ẩm thực, sắc đẹp, thời trang hay là về tình cảm. Vậy thì chúng ta hãy thử nghĩ xem ngoài những thứ này ra, chúng ta có thể làm gì? Nói một cách khác hơn thì phụ nữ sẽ bị hấp dẫn bởi điều gì? Là đàn ông.
Nè, các cô đừng có cười. Mọi người đừng thấy thường ngày Tiểu Hồng tùy tiện qua loa, nhưng cảm giác của cô ấy đặc biệt rất chính xác. Chúng ta là tạp chí dành cho phái đẹp, dùng đàn ông làm chủ đề có phải là hơi kỳ quặc quá hay không vậy? Tôi thì lại thấy không có vấn đề gì hết. Khác giới thường hút nhau, điều này mọi người đều hiểu mà. Tạp chí của đàn ông có thể dùng hình phụ nữ làm ảnh bìa, vậy tại sao tạp chí của phụ nữ lại không thể viết về đàn ông chứ? Ngoài ra, những người trong nghề đều biết số báo mà Quế Bảo bán chạy nhất chính là số có David Morgan ở trang bìa. Lượng tiêu thụ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Được thôi, vậy chúng ta chọn ai? Tôi đã chọn những người này. Không phải là công tử đẹp trai không bao giờ giới tới,